Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đi Mỹ sau đám hỏi sắc bình xa ảnh Phương Anh chụp được khen trẻ đẹp hơn sau khi lấy vợ mới. Sau lễ ăn hỏi sắc bình và vợ diễn viên Phương Anh đi du lịch ở Mỹ. Trải qua nhiều sóng gió và ồn ào, sắc bình và Phương Anh đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam, quê nhà nữ diễn viên vào 26 tháng 7. Sắc Bình và Phương Oanh trong lễ ăn hỏi. Sau lễ ăn hỏi, Phương Oanh và Rất Bình đang có chuyến đi du lịch tại Mỹ. Trên trang cá nhân, Sắc Bình cũng đều đặn cập nhật hình ảnh về chuyến đi của mình. Mới nhất vị doanh nhân xả loạt ảnh ở Mỹ. Dù trong ảnh không có mặt vợ nhưng vẫn không quên tác Phương Oanh. Obram, Palm Tree, Crawford, Sun, Bright, Love Day, And Here is the resort Tạm dịch, All gợi ý cây cọ, chốn cũ, bạn thân, ánh nắng, chó chang, ngày đẹp trời và đây là kết quả sắc bình viết. Sắc bình khoe ảnh vợ chụp khi đi du lịch ở Mỹ. Phương Oanh cũng đăng ảnh đường phố Mỹ. Ở phía dưới hình ảnh, Sắc Bình cũng để lại nhiều bình luận tương tác với bạn bè, người thân, đặc biệt được nhiều người khen trẻ ra sau khi lấy vợ, vị doanh nhân đều vui vẻ, đồng tình. Sắc Bình được khen trẻ, đẹp trai. Phương Anh trả lời khi hỏi về dáng chụp của Sắc Bình cháu gái phương oanh khui bí mật khi mới hẹn hò của dì ruột sắc bệnh lấy lòng nhà vợ cực khéo ngay từ ngày đầu cháu gái của phương oanh đã chia sẻ bí mật của dì ruột và sắc bệnh trong ngày đầu mới yêu của cả hai Mới đây cháu gái Phương Oanh đã bật mí điều thú vị là thời điểm rất bình mới tán Phương Oanh đã rất tinh tế quan tâm gia đình nhà vợ tương lai. Trong một dịp thăm nhà Phương Oanh, rất bình đã lì xì cho mỗi cháu của bạn gái là 500.000 đồng. Dù con bé hay trưởng thành, đều được nam doanh nhân tặng đều. Không chỉ thế, cô cháu gái của nữ diễn viên còn nhắn nhủ thú vị để hiểu cả gia đình hai bên đã phải giấu thời điểm hẹn hò của cặp đôi này. Từ giờ, cháu không phải giữ ảnh riêng cho mình nữa rồi. Cháu gái Phương Oanh khui bí mật khi mới hẹn hò của dì ruột, sắc bình lấy lòng nhà vợ cực khéo ngay từ ngày đầu. Phương Oanh làm cô dâu xinh đẹp bên sắc bình. Đến kèm với dòng trạng thái, cháu gái Phương Oanh đến kèm ảnh tờ tiền 500.000 đồng mà nam doanh nhân đã tặng. Điều này khiến dân tình lấy làm thích thú. Đúng là đại gia lấy lòng nhà vợ cũng mạnh tay hơn hẳn người thường. Lễ hỏi của Phương Oanh và sắc bình diễn ra khá kín đáo. Rất hiếm hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo